Một buổi sáng đẹp trời, nắng vàng nhẹ nhẹ chiếu xuống khu vườn, gà mẹ dẫn đàn gà con đi kiếm ăn. Cả bầy gà con lon ton chạy sau, bé nào cũng dễ thương, lông đầy sắc màu óng ánh, miệng tiếu ta tiếu tít gọi nhau. Trong lúc cả đàn đang bới tìm thức ăn, gà anh hai chợt hỏi mẹ: "Mẹ ơi, con gà và quả trứng, cái nào có trước ạ?" Gà mẹ ngước mắt lên, suy nghĩ, ngạc nhiên: "Ơ, con hỏi hay đấy con. Câu này luôn làm cho các thế hệ gà đau đầu, nên mẹ cũng không chắc nữa." Nghe thấy vậy, cả bầy gà con liền xúm lại tranh luận. Gà Út, chú gà hay tò mò, nhanh nhẩu bảo: "Con nghĩ quả trứng có trước, nếu không có trứng thì làm sao mà có mẹ và chúng ta được chứ?" Gà bé ba lắc đầu phản đối: "Không đúng, là con gà có trước, mẹ gà phải đẻ trứng ra thì mới có chúng ta chứ." Gà bé tư ngây thơ nhất đàn, thắc mắc: "Ơ, thế nếu con gà có trước thì nó từ đâu mà ra? Hay là từ một quả trứng chim nào đó?" Cả bầy gà con nghe bé Tư nói xong thì im lặng, mắt tròn mắt dẹt, không ai có câu trả lời thỏa đáng. Lúc đó gà mẹ cười bảo: "Chà chà, các con nói cũng có lý cả đấy, đúng là khó mà biết được gà hay trứng có trước nhỉ." Trong khi gà mẹ và các con đang mải mê nghĩ ngợi, đàn gà con không nhận ra rằng chúng đã đi lạc ra khỏi khu vườn, xa dần chỗ cũ lúc nào không hay. Cả bầy chỉ mải mê bàn luận, đến khi gà anh hai quay lại gọi mẹ thì chẳng thấy gà mẹ đâu nữa. Gà bé ba hốt hoảng: "Ôi không, chúng ta lạc mất mẹ rồi." Gà bé tư bắt đầu thúc thích: "Mẹ ơi, mẹ đâu rồi?" Gà anh hai cố gắng an ủi cả đàn: "Đừng lo, chúng ta sẽ tìm mẹ, chúng ta là những chú gà con dũng cảm mà." Trong lúc đó, gà mẹ đang thả hồn suy nghĩ về những câu hỏi hóc búa của các con, rồi không biết chọn khi nào thích hợp để mình giải thích cho các con biết rằng mỗi loài sinh ra đều có sứ mệnh riêng, và loài gà chúng ta đến một lúc nào đó sẽ làm thức ăn cho con người, nên chúng ta hãy sống vui, sống tốt để cuộc đời có ý nghĩa. Mãi nghĩ nên mẹ gà không để ý đàn gà con thân yêu đã lạc đâu mất. Đến khi nghe tiếng kêu nhỏ xíu vọng lại từ xa, gà mẹ mới giật mình, lo lắng tìm kiếm xung quanh. Gà mẹ vội vàng chạy đi tìm, miệng vừa gọi vừa lo. Bên kia, đàn gà con cũng đang nắm tay nhau đi dọc bờ mương đầy cỏ, vừa đi vừa gọi mẹ. Cả bầy cứ nhấp nhổm, hết quay bên trái lại quay bên phải, cố gắng nghe ngóng xem mẹ có ở gần đây không. Gà Út lúc này vẫn còn sợ sệt, nhưng bỗng nhiên nhớ đến một mẹo mà gà mẹ đã dạy: "Chúng ta hãy thử kêu to lên cùng một lúc xem, có thể mẹ sẽ nghe thấy tiếng chúng ta đó." Thế là cả bầy gà con cùng nhau cất tiếng gọi to: "Mẹ ơi, mẹ ơi." Cuối cùng, gà mẹ nghe thấy tiếng kêu, lập tức chạy về phía đàn con. Thấy mẹ xuất hiện, các chú gà con nhảy cẩn lên vui mừng. Gà bé ba, bé tư ôm lấy chân mẹ. Gà mẹ nhẹ nhõm thở phào, cúi nhìn các con, dặn dò: "Lần sau các con phải đi sát bên mẹ nha. Lúc nào mải mê suy nghĩ thì dễ bị lạc lắm đó." Gà anh hai gật đầu ngoan ngoãn. Gà Út ngước mắt ngây thơ hỏi: "Vậy mẹ ơi, cuối cùng là gà có trước hay trứng có trước?" Gà mẹ bật cười, xoa đầu: "Mẹ nghĩ rằng điều quan trọng không phải là gà hay trứng có trước, mà là gia đình mình luôn ở bên nhau. Chúng ta sẽ lớn lên cùng nhau trải qua mọi thứ, và điều đó mới là điều quan trọng nhất." Cả bầy gà con nhìn nhau cười khúc khích, và chúng hiểu rằng dù là trứng hay gà có trước, điều ý nghĩa nhất vẫn chính là niềm vui khi cả nhà ở cùng bên nhau. Buổi sáng hôm đó, đàn gà con tiếp tục chuyến kiếm ăn cùng mẹ, và trên môi mỗi chú gà được nở nụ cười thật tươi. Trên con đường quen thuộc, đàn gà con vui vẻ nhảy nhót bên cạnh gà mẹ, không bận tâm đến việc trứng hay gà nữa. Tối đến, sau khi về ổ, trời mưa lạnh lạnh, đàn gà con rúc vào cánh mẹ cho ấm. Gà Út vẫn hỏi: "Mẹ, vậy gà có hay trứng có trước?" Đúng là con nít siêu thắc mắc mà.